Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Năm ngày 17 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Làm sao trong sạch khi thu nhập thấp. Vào sáng ngày 14 tháng 12, sau nhiều hồi hộp chờ đợi từ phía các gương mặt đã âm thầm bước vào đường băng thăng quan tiến chức từ vài năm nay. Đại hội Ban chấp hành Trung ương của Đảng đã khai mạc và chỉ có 5,2 triệu đảng viên, chiếm 0,05 nhỏ nhoi trong gần 100 triệu người dân Việt Nam. Nhưng đây là một cuộc họp quan trọng bậc nhất, nó có ảnh hưởng quyết định lâu dài trong ít nhất 5 năm nữa đối với toàn thể dân tộc Việt Nam, là vì nó được sắp xếp nhân sự cho Việt Nam trong thời gian tới. Đây là hình ảnh phiên khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 14. Hội nghị dự kiến tiến hành từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 12. Trong tất cả bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam và từ chính quyền, từ Trung ương, bộ ngành trong đến địa phương, ông nào lên xuống mai phục, ngồi vào ghế ấm hay nguội đều phụ thuộc quyết định của đại hội lần này. Chính sách và quyết sách đúng đắn hạn trong kỳ của từng lĩnh vực, từng địa phương cũng sẽ phụ thuộc khá nhiều vào cá nhân người nắm vị trí ấy. Sau khi thông qua bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp sẽ diễn ra vào đầu năm 2021 sau kỳ đại hội Đảng lần thứ 13. Khác với bầu cử ở Mỹ, kết quả đắc cử phụ thuộc vào hiệu quả của chính sách bộ máy đương nhiệm đã thực hiện ở nhiệm kỳ trước. Còn Việt Nam, những nội dung mà ai cũng có thể bàn luận công khai chỉ là những ai đã bị ngồi tù vì tham nhũng, củi nào đã vào lò nôm na là như vậy. Dường như chỉ cần được đánh giá là ít tham nhũng, tức là nào dám mơ đến không tham nhũng, hoặc nôm na như dân gian nói, ăn vừa đủ, biết ăn, biết làm, thì cá nhân đó cũng đủ bật sáng, chiếm tiêu điểm. Chẳng thế mà trong tất cả các hội nghị về tổng kết công tác của Đảng, thì ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói rằng phẩm chất đánh tham nhũng được đánh giá cao tuyệt đối. Cũng do thế, trong bài phỏng vấn quan trọng về công tác nhân sự được đăng trên báo điện tử của Chính phủ, cơ quan ngôn luận của Chính phủ Việt Nam, ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ đề cập đến lĩnh vực đứng vững trước tham nhũng, đồng thời cũng khẳng định rằng đó là phẩm chất quan trọng nhất của đảng viên. Bài báo này được đăng 2 ngày trước khi Đại hội Trung ương khai mạc. Theo nguyên tắc bất thành văn của truyền thông thì chỉ những nội dung mang tính cương lĩnh mới được đăng trong trang trọng trên trang nhất báo chí vào thời điểm này. Ông Hùng nói chuyện nguyên nhân sâu xa khiến cho cán bộ tham nhũng là do thiếu tu dưỡng, rèn luyện, không đủ bản lĩnh trước cám dỗ. Đây là hình ảnh vào chiều ngày 16 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và làm việc đối với ông Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Và liêm sỉ, trong sạch, biết giữ mình, không chịu bất cứ sức ép nào. Ông Hùng dùng một loạt các từ mô tả tiêu chuẩn của những người lãnh đạo như thế. Nhưng tôi không biết những người đạt được các phẩm chất trên khi đã ngồi vào ghế chủ tịch tỉnh, chủ tịch thành phố, bộ trưởng, thậm chí chủ tịch nước vân vân thì sẽ làm cách nào để duy trì được chúng. Dưới đây là bảng lương của các vị trí chủ chốt trong bộ máy chính quyền của Quốc hội Việt Nam thông qua. Thứ nhất là chủ tịch nước hệ số lương 13, tức là mức lương khoảng 20,8 triệu đồng. Thứ hai là chủ tịch Quốc hội hệ số lương là 12,5, mức lương 20 triệu đồng. Thứ ba là thủ tướng chính phủ hệ số lương 12,5, mức lương là 20 triệu đồng. Ba vị trí cao nhất của bộ máy chính quyền và cơ quan dân cử đều là 20 triệu đồng một tháng, tức là tương đương khoảng 865 đô la. Chủ tịch nước nhiều hơn 800.000 đồng, tức là gần 35 đô la. Đây là các vị trí chủ chốt thấp hơn hoặc nắm giữ các ngành kinh tế tư pháp như sau. Tất cả những người chịu trách nhiệm về nền kinh tế tư pháp hoạt động dân cử đều có mức lương xấp xỉ 17 triệu đồng một tháng, tức là khoảng 735 đô la một tháng. Còn đây là mức lương của sĩ quan công an, quân đội, từ đại tướng đến hạ sĩ. Bậc sĩ quan thấp nhất là thiếu úy, lương chỉ gần 7 triệu đồng một tháng, đến bậc cao nhất của tuyệt đại đa số sĩ quan là đại tá, lương gần 13 triệu đồng một tháng, tức là tương đương với 562 đô la. Mức siêu cấp cao đỉnh của chóp là những nhân tài đặc biệt hiếm có, mang bộ óc và bản lĩnh chiến lược siêu việt trong ngành vũ trang. Toàn ngành trước sau không được mấy người, lương chưa đến 17 triệu đồng một tháng. Và nếu ông đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn còn sống thì mức lương của ông chính là mức này. Đây là hình ảnh ông Thiếu tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn nói rằng ông Lê Đình Kình,
cường hào địa chủ mới đã bị dân mạng soi thấy sợi dây thắt lưng mà ông đeo của hãng Hermes có giá tới 5.000 đô la một chiếc, tức là hơn 100 triệu đồng. Thử hỏi lương của ông ấy làm sao có thể đủ để tiêu xài cho chiếc dây thắt lưng như vậy. Mức lương của các chiến sĩ, những người trực tiếp đánh đổi xương máu đến sự bình yên của mỗi đất nước là 5 triệu đồng hoặc 6 triệu đồng mỗi tháng. Theo kết quả điều tra vào năm 2016, mới nhất đến giờ, của Cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vào năm 2016, chi tiêu cho giáo dục là gần 5,5 triệu đồng mỗi người. Chi tiêu cho một hộ gia đình bình quân hàng tháng là 8 triệu đồng. Như vậy, với cấp bậc đại tá, nếu có hai con đi học thì sau khi chi tiêu học hành cho chúng, ông đại tá chỉ còn được có 1,8 triệu đồng mỗi tháng. Tức là vợ ông sẽ phải gánh vác khoảng hơn 6 triệu đồng chi tiêu cho gia đình trong tháng. Cũng có nghĩa là hai vợ chồng ông không còn cơ hội học hành gì thêm cả. Và sau khi chi, cả nhà ông sẽ không còn một đồng nào để tiết kiệm. Nếu là thượng tá là lương gần 12 triệu đồng một tháng, thì chỉ nên có một đứa con thôi. Nếu có đứa thứ hai nữa, thì nội tiền học của chúng cũng đã sạch sành xanh lương của ông bố mất rồi. Sĩ quan đầu cấp tức là thiếu úy thì đừng mơ lấy vợ có con vì mới chỉ nuôi được bản thân ở mức thấp nhất. Không thể tính toán đến nhà, xe máy hoặc máy tính để học và làm việc, điện thoại để giữ liên lạc, vân vân. Đã làm đến bộ trưởng tất phải có vài bộ vest mặc đi họp hành, xã giao. Giá một bộ vest nam thương hiệu Việt Tiến tức là thương hiệu trung bình phổ biến của trang phục nam giới ở Việt Nam là 2 triệu đồng một bộ, tức là bằng 1/8 tháng lương của ông bộ trưởng. Nhà thiết kế Võ Việt Trung từng cho biết đã có hơn 10 năm thiết kế áo dài cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Thương hiệu này cách đây 4 năm có giá rẻ nhất khoảng 1.500 đô la trên một bộ, tức là khoảng 35 triệu đồng mỗi bộ. Không biết giá cao nhất là bao nhiêu, nhưng như anh khoe, giá 5.000 đô la, tức là khoảng 115 triệu đồng, hoặc 10.000 đô la là 230 triệu đồng đã bán rất nhiều. Đây là hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với rất nhiều mẫu áo dài đắt tiền. Nếu bà Ngân chỉ mua những bộ áo dài rẻ nhất của ông Võ Việt Trung thì phải mất 2 tháng không ăn uống tiêu xài đồng nào mới mua được một bộ. Đó là với tiền lương của Chủ tịch Quốc hội. Và với mức lương vừa được tăng từ tháng 7 năm 2020, nếu chỉ là Phó Chủ tịch, tức là bà đã giữ chức vụ này trong nhiều năm trước đó thì phải mất 3 đến 4 tháng mới được một bộ. Tính ra 300 bộ áo dài muốn mất ít nhất 600 tháng lương của Chủ tịch Quốc hội của bà Ngân. 600 tháng lương là 50 năm thu nhập, hoàn toàn không để lại một đồng nào ra cho sinh hoạt và ăn uống. Tôi chắc chắn rằng bà Kim Ngân phải có ông chồng làm kinh tế rất giỏi hoặc phải thừa hưởng nền tảng kinh tế vô cùng mãnh liệt từ gia đình nên mới có khả năng duy trì gia đình và cung cấp số tiền cho bộ sưu tập áo dài rất sang trọng như vậy. Bà Ngân thật may mắn. Còn những bộ bàn ghế cao lớn như chiếc ngai có tay nắm hình đầu rồng, toàn bộ nội thất đều óng ánh sắc vàng trong tư gia của nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng không ai biết được giá cả. Chỉ biết nhìn khung nhà rộng mênh mông, những hàng cột to lớn trang trí tỉ mỉ thì chúng ta không thể nói rằng nó sơn bằng công nghiệp sơn phết và rất cẩn thận. Cũng như bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng phải thật may mắn và xin chúc mừng ông và bà. Nhưng không ai biết có bao nhiêu người may mắn như các ông bà trong đội ngũ các vị lãnh đạo của đất nước đây. Với khoản tiền lương còn thấp hơn một kỹ sư ra trường 5 năm, chưa bằng giá chiếc điện thoại iPhone đời mới nhất, tức là theo so sánh của dân mạng là dân Mỹ để khoảng 5 ngày thu nhập thì chưa được. Làm sao số đông các lãnh đạo có thể nuôi nấng gia đình, cho con ăn học, có dành dụm được tuổi già, mua được các phương tiện cho học tập, nghiên cứu, yên tâm về cuộc sống để dành đủ thời gian và công sức cho công việc được. Và làm thế nào để giữ vững bản lĩnh trong sáng tuyệt đối không chịu tác động nào trước các áp lực đây? Và làm thế nào họ tư duy được những phương pháp phát triển kinh tế và văn hóa cho Việt Nam khi đời sống của cả gia đình họ chỉ có thể ở mức vừa đủ để tồn tại, mà đấy là với mức lương bộ trưởng? Và vì sao không thể xóa được việc chạy chức, chạy phiếu và nhân sự Đại hội Đảng lần thứ 13? Đây là hình ảnh cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh của Việt Nam với căn nhà có nội thất dát vàng, óng ánh. Hôm 19 tháng 11 năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết Đại hội Đảng các cấp tại Hà Nội. Nhận định về việc chuẩn bị nhân sự của Đại hội 13, ông Trọng phát biểu rằng nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng ở tất cả các khâu, góp phần nâng cao chất lượng nhân sự cấp ủy và các cấp chuẩn bị cho nhân sự trung ương. Những hiện tượng vận động tranh thủ phiếu bầu cơ bản được khắc phục. Tình trạng chạy chức chạy quyền cục bộ địa phương
lợi ích nhóm đã giảm hẳn. Ông Trọng còn nói thêm là có nơi chuẩn bị nhân sự chưa thật kỹ, còn bố trí người nhà, người thân chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện, uy tín tham gia cấp ủy. Tuy vậy, ông vẫn khẳng định Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra, để lại những dấu ấn nổi bật và những tình cảm tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Với cái nhìn của một nhà quan sát thời cuộc, blogger Nguyễn Ngọc Già đã nêu nhận định về phát biểu của ông Trọng về tình trạng chạy chức, chạy quyền giảm hẳn như sau. Thứ nhất, ông Trọng nên đưa ra con số rõ ràng, chứ không nên nói chung chung như vậy. Phải có số tuyệt đối là bao nhiêu con người và số tương đối là chiếm bao nhiêu phần trăm. Ông phải làm một phép so sánh với các kỳ đại hội đảng trước đây thì mới phát ngôn được như vậy. Thứ hai, tất cả các đại hội đảng hàng chục năm qua họ đều nói là thành công. Như vậy, có phải họ đã nói dối hay không khi đại hội nào họ cũng bảo là chọn ra những người xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, nhưng thực tế chứng minh ngược lại, tham nhũng rồi bỏ trốn ra nước ngoài đã trở thành chuyện nghiêm trọng. Vậy qua các kỳ đại hội vừa qua, nhân sự của họ đã bị ở tù, bị kỷ luật, bị khai trừ khỏi đảng là những người có chạy chức, chạy phiếu hay không? Phải điểm ra cho rõ ràng, nếu kỳ này gọi là giảm hẳn thì cũng phải đưa ra những kẻ nào đã chạy chức, chạy quyền ra để cho dân được biết. Còn tiến sĩ Hào Hoàng Hợp, nhà phân tích chính trị tại Singapore thì cho rằng cách nói của ông Trọng là tự khen, là nói chỉ để nói mà thôi, chứ làm sao mà có thể biết là giảm hay tăng, bởi chính các ông ấy còn không biết ai chạy. Theo một số nhà quan sát thì chuyện xóa bỏ hoàn toàn nạn chạy chức, chạy quyền là chuyện không thể có. Còn chuyện giảm hay giảm hẳn như lời ông Trọng nói thì không có căn cứ. Tiến sĩ Hoàng Hợp cũng khẳng định như vậy và ông giải thích tiếp như sau. Không bao giờ hết vì đây là chế độ chỉ có một đảng mà lại không công khai minh bạch gì cả. Đây là hình ảnh ông Triệu Tài Vinh, bí thư tỉnh ủy Hà Giang với cả họ làm quan khắp nơi trong tỉnh được báo chí nói rằng đều bổ nhiệm đúng quy trình. Do đó, cái nền tảng để đưa ra chuyện tham nhũng chính trị, chuyện chạy trọt, chuyện mua quan bán chức về số 0 là chuyện không thể có được. Với cái thể chế như thế nào thì không bao giờ chuyện đó xảy ra, đặc biệt là như Việt Nam. Lý do thứ nhất là không có sự minh bạch. Thứ hai là không có một chính sách rõ ràng để bầu cử. Thứ ba là người ta làm việc theo cảm tính và theo kiểu tiến cử cá nhân. Trong lần trò chuyện với đài FA tại Mỹ về vấn đề này vào hôm 6 tháng 5, tức là 2 tuần trước khi bị bắt, nhà báo Phạm Thành cho rằng lời kêu gọi mà chính phủ Hà Nội mỗi lần họp bàn nhân sự đại hội đảng đều nêu ra thể hiện ý muốn duy ý chí và không thể thực hiện được. Ông nói tiếp như sau, mồm nói như vậy nhưng cơ chế vận hành của chủ nghĩa xã hội lại không đảm bảo cho việc nó đạt được kết quả. Do thể chế chính trị, cơ cấu vận hành của thể chế chính trị tạo ra vòng xoáy cơ hội cho những phần tử ham muốn quyền lực, chỉ biết lợi ích riêng của mình mà không biết đến lợi ích cộng đồng, chui vào máy nhà nước vì mục đích quyền và tiền. Làm gì có cơ hội cho những người liêm chính, sống vì mục đích cộng đồng, dám hy sinh cái tôi của mình để cống hiến cho xã hội. Tuy nhiên, cũng có tác dụng với người không hiểu biết và vẫn tin tưởng vào đảng. Những năm gần đây, thông tin về việc những quan chức lạm dụng chức vụ quyền hạn đưa người thân và giữ các vị trí quan trọng trong các cơ quan công quyền. Chuyện cả nhà làm quan, cả họ làm quan không còn là hiện tượng đơn lẻ, đã được truyền thông nhà nước Việt Nam nhiều lần công khai đăng tải. Một trong những lãnh đạo nổi tiếng trên mạng xã hội với việc cả họ làm quan là ông Triệu Tài Vinh ở tỉnh Hà Giang. Gia đình ông có ít nhất 5-8 người thân ruột thịt và họ hàng làm công chức nhiều ban ngành địa phương trong tỉnh. Có thể kể đến những người ruột thịt của ông Vinh là bà Phạm Thị Hà, vợ ông, giữ chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh. Em trai ông Vinh là Triệu Tài Phong, giữ chức Bí thư Huyện ủy, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. Triệu Sơn An giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Su Phi. Triệu Tài Tân là Phó Phòng Hành chính Viễn thông tỉnh Hà Giang. Em gái ông Vinh là Triệu Thị Giang giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Năm ngày 17 tháng 12 năm 2020 với bản tin Làm sao trong sạch khi thu nhập quá thấp. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.